Ôi hỏi anh này, sợ cái máy này nó được quyền quá rồi, anh hút được tay luôn. Độc quyền gì, nó dùng một mình nó đâu, nó sản xuất riêng cái mic đâu. Đấy thì hôm đấy em hỏi trước đi, để sợ nó nói tay những khác là được rồi. Không kiếp có pin nặng. Bỏ pin ra cái máy nhẹ đi à. Nhưng con này chạy chip cũng chip rẻ tiền thôi mà. Cấu hình con này có cao lắm đâu mà. Thấy mỗi cái mic thôi mà phải hết rồi à. Quá nhiều không? Hình như máy này bị mất tất cả các mic đúng không chứ? Gọi điện bật loa trong loa ngoài video kiểu để mất hết đúng không? Video thì bật hình gọi hình ảnh Zalo thì được. Gọi Lô video được, thì được, có mic. Con này vẫn có 2 mic kìa. Có 2 mic. Thì chưa nhìn thấy mic thứ hai nào đâu cả. Thì không được. Thì chưa nhìn thấy mic thứ hai đâu cả, thấy mỗi cái dưới thứ này thôi. Cái này ở sau lưng ấy. Sau lưng này á? Ờ. Không nhìn thấy đâu. Có lỗ với anh nhìn là cái lỗ dưới loa. Cái này có một cái ở trên đỉnh. Lô đây không có tác dụng, không phải mic. Lỗ đấy không không liên quan đến mic, thấy không thấy dây đi vào mic, không thấy đằng sau có dây đâu. Chỗ camera này có một lỗ nhỏ nữa này. Cầm trước á. Chỗ camera này có một lỗ nhỏ nữa, chỗ này có một lỗ nhỏ rồi. Mic đâu mà mic, lỗ đấy nó có tác dụng đâu mà mic. Không phải à? Lỗ đấy bên trong chả thông vào đâu thì đi đâu cho mic. Nó phải đi vào mic chứ không thấy lỗ mic đâu cả. Nói chung là thay cái mic dưới trước. Thì thấy mỗi cái mic dưới này là hay lỗi nhất. Hở lỗ thiên. Em thấy là bật hôm qua thử gọi thử lại Zalo mà gọi là video là vẫn có tiếng. Và lo ngoài nó có tiếng. Mic 4 chân. Chiều này. Lắp hết lại mới test được. Làm anh nhập thật rồi nhỉ. Nó bảo không test được cái gì.
Alo, 1 2 1 alo. Alo, có tiếng đấy. Sẽ đập loa vào nhỉ, chưa có loa nào kêu à? Chỉ cái lưng một cái loa nó mới kêu được cả. Alo, 1 2 1 alo, alo. Alo. Alo, 1 2 1 alo, alo. Alo. Đi em đây chưa sếp? Chị đây. Alo, 1 2 1 alo, alo. Lúc đầu ghi em im re đúng không? Vâng, đúng. Rồi giáp vào mới nhọc này, nhiều ốc kinh người ra luôn. Máy thiết kế khoai rồi. Tháo được cái mic ra mà tháo hết, không có gì không tháo. Thiết kế ảo diệu thật đấy. Ốc thì dài mà vặn mỗi cái tay. Cái này là có phải bụi vào chết không anh? Ẩm nước bụi vào đều chết. Mic nó nhạy cả, mic của mình không có lưới lọc bụi. Cái mic mới có lưới rồi. À thế thì ok đấy, bởi vì là em làm môi trường nó bụi lắm. Chả cứ đâu, vì nhiều khi nó khó. Ví dụ bây giờ ông nào đem cầm cái xịt hơi xịt vào cũng chết. Bởi vì nó là một lỗ rỗng. Ông xịt áp suất cao nó sẽ vỡ cái lưới màng để rung bên trong. Đúng, nó sẽ vỡ mic. Đúng rồi, cho nên là không thổi, kệ nó thôi. Thôi mồm thổi con thua. Chỉ là mấy ông hay xịt hơi, mấy ông nhiều nghĩ bảo đấy máy hơi xịt sạch cho sạch ấy. À, rồi. Dính nhiều pha lắm rồi, nhiều ông bảo tôi xịt cho sạch. Là chết luôn đấy. Chỉ buồn cười là trước có cô bé ra đi sửa xe ra, thầy mấy ông xịt giờ với bài xịt giờ bài xịt quanh cái điện thoại chết hết luôn, nước xịt cái rồi bài vào phản quang màn các kiểu luôn. Đấy, nó vào nó càng phá hủy đấy. Đây, nó bảo câu em tưởng người ta xịt sạch sạch kể chặt đời thật thì mình cũng chịu thôi. Chịu đấy mà lại xin thôi, ông cũng chả biết, ông cứ đưa cho thôi, ông cứ đưa tự xịt thôi. Thế thì chịu rồi, làm nào. Nó là vấn dạng chống sốc mà hôm mà rơi thế mà vẫn keo rồi. Chuyện bình thường. Thế thì nếu như mình nói thì cái máy này bền vĩnh cửu, không bao giờ hỏng thì nó sản xuất một lần trong đóng cửa nhà máy. Có khi nó chỉ là quảng cáo thương hiệu. Cái gì nó phải có tuổi thọ chứ. Những người mà sống một đời trăm năm như cái máy này sống như thế thì có mà người ta sản xuất một người chỉ bán một cái máy. Linh kiện này khoảng năm không kém. Bây giờ mới dùng toàn năm đấy. Về cơ bản gọi là bền lắm rồi, không phải là kém nữa. Các sếp nghĩ cái máy điện thoại bền vĩnh cửu thì cứ mở lại. Nếu một con máy mà quá 2 năm là bắt đầu các nhà máy bắt đầu ế rồi đấy. Công nhân chết hết. Đến lúc đấy thì mình, ví dụ mình là công nhân thì mình cũng bị phá thất nghiệp nó thôi. Đúng không? Hay cả sếp bây giờ sếp làm bên mảng gì, đang làm cái gì, đang sản xuất mặt hàng gì? Công ty gỗ. Thế gỗ bây giờ làm sàn gỗ hay làm cái gì? Là gỗ ghép các thứ, làm bàn ghế xuất khẩu. Bàn ghế đấy mà bảo bền quá 10, 20, 50 năm không hỏng thì chắc làm một lần xong rồi. Bền đây cái gỗ này đội mà nó mua mình đấy, kiểu định kỳ thay hàng năm. Chứ đấy nó phải chỉ chất lượng vừa phải đấy chứ. Mình bắt chiếc nó định kỳ điện thoại thay hàng năm thế nào? Đấy là tay thì nó thải vỏ chứ mình mà đem về vẫn dùng, vẫn sửa chữa dùng chán. Mình phải giống nó thì nó mới có người việc làm chứ không công nhân cái thế hệ sau mình chết đói hết à? Họ là cú rồi, họ thay thế hàng loạt. Đúng không? Cái gì nó phải có tuổi thọ niên hạn đấy chứ. Bền vĩnh cửu thì cơ mở lại. Sản xuất ra một lần dùng trọn đời luôn. Alo, alo, 1 2 1 alo, alo. Alo, 1 2 1 alo, alo. Alo.
Cái đèn pin kia bật kiểu gì nhỉ, xem nhỉ? Anh vào chỗ một này. Bật thử xem nó sáng đến mức nào. Vuốt lại, vuốt lại. Vuốt ngược lại. Đó là cái hình của hộp cờ lê đấy. Đấy á? À? Đó. Xong ở dưới cùng bên dưới thì đó. À. Để cắm trại à? Okay. Camping à? Đấy, anh bật mức sáng vừa đấy, mạnh kinh yếu đấy là yếu, mạnh bên kia. Kinh nhỉ, vậy. Chói lọi. Kinh. Sáng lắm cái này. Tức là làm con này mua đèn pin thôi. Pin to thế này. Này. Đèn đấy là 12 lumen đấy. Tắt ở trên trên. Khiếp thật, chói mắt luôn, lần này chói mắt lúc khoa. Đêm sáng, đêm mặt soi luôn ánh sáng cả vùng luôn, cả sân gần như sân bóng luôn. Khiếp thật, gọi này sáng kinh là chói nhức mắt luôn, mình đằng sau được thì nhức mắt rồi. Chứ nó nhìn trực diện mà nó chắc lóa, chói mắt luôn, mù mẹ mắt luôn cũng nên. Cái này mà bật SOS lên chỗ nhảy đau mất mắt luôn. Này để mấy ông uống rượu vào đem bật lên nhái quẩy. Một chục con đi làm ấy, một chục con bọn này phải điều khiển được từ xa nữa. Cho ra lên trần nhà đám cưới. Quẩy. SOS lên rồi. Nhưng mà kết nối được với nhau điều khiển từ xa được ấy. Nhảy theo nháy theo nhạc ấy. Vì nó lại khỏe nó quẩy cả đêm, không hết được pin. Không, cái này nó còn mức cao của nó chỉ có 10 đến 15 phút nó nóng quá nó phải dừng để tản nhiệt. Để tản nhiệt không nóng quá không chịu được. Kinh nhà mẹ làm cái quả đèn kinh thật. Con máy bắt ốc to tay luôn, thảo bao nhiêu ốc. Cái này mà nó không liên kết được bằng chụp ảnh, chụp ảnh thì bật lên xong nó mở ra được, nó liên kết bằng chụp ảnh được. Hai chức năng ấy riêng nhau, chụp ảnh bằng cái đấy không chụp được. Đúng rồi, đúng rồi. Không thể chụp. Ý em nói là nếu mà nó liên kết bằng cảnh bằng cái đèn mà lát một đêm rồi đấy. Chụp thế để người bị cháy mắt, chói mắt luôn à? Ơ, mẹ người mẫu ảnh chụp lóa mẹ mắt người ta ra, ô, chết. Không, mình cứ chụp người thôi. Kể cả nó thiết kế ai cho thế để có một chết à? Quay em toàn bọt cái đèn lên trong đêm chụp ảnh cái đèn của lát mấy thôi. Thì không thế. Thế đây ban đêm mình bật cho mình chụp ảnh riêng. Đúng. Nó còn song song, nhiều cái không cho chụp đâu mà, không cho bật không mà. Bây giờ tôi chụp thế mẹ người ta ví dụ, bao vô tình đang chụp người yêu ban đêm chẳng hạn làm phát lóa mắt nó chỉ đấm cho. Hả? À, đúng không? Nó tính rồi, trừ khi mình cài thêm tùy biến, tùy chọn hoặc là có chức năng bật nhanh đưa ra ngoài mình bật vỗ lên xong mình chụp trước chẳng hạn. Thì cần có chứ cần. Ok. Chức năng bình thường, máy cấu hình bình thường là mỗi cái pin 22.000 gấp pin máy bình thường khoảng 4.000. Con này 22.000 này gấp khoảng hơn 5 lần. Đấy, đây của xem ok.